Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5, ngày mùng 7 tháng 10. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình thời sự trên các hạ tầng số của đài như Hưng Yên TV Go, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, trên website hungyentv.vn. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 bằng hình thức trực tuyến tới tất cả các điểm cầu của 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra sự cố sạt lở kè Phú Hùng Cường, thành phố Hưng Yên. Tiếp tục tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao. Những kết quả nổi bật trong giảm nghèo gắn với an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, chiều nay tại Thành ủy Hưng Yên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên gồm các đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phạm Đình Toản, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Đào Hồng Vận, Bí thư Huyện ủy Văn Giang, Vũ Hồng Luyến, Bí thư tỉnh đoàn Hưng Yên, đã tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên và trực tuyến với trên 1.000 cử tri tại 9 điểm cầu các huyện, thị xã trong tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị, các cử tri được nghe ông Nguyễn Đại Thắng, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, báo cáo kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ kỳ họp thứ nhất đến nay, báo cáo trả lời của các bộ ngành trung ương liên quan đến những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 10 và bế mạc vào ngày 13 tháng 11. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri tại các điểm cầu trong tỉnh đã bày tỏ vui mừng phấn khởi về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, kết quả trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời phản ánh kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, có ý kiến với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và tỉnh cần tiếp tục có biện pháp quan tâm hơn nữa trong phát triển kinh tế, tăng cường thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nông dân tháo gỡ khó khăn trong thời điểm dịch bệnh, nhất là tiêu thụ nông sản, tạo nguồn vaccine tiêm phòng cho nhân dân, tăng cường nguồn lực y tế để sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đưa đất nước sớm trở lại trạng thái bình thường mới, tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Do dịch COVID-19, vì trong nghị quyết 6 cử tri của huyện Văn Lâm kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và tỉnh Hưng Yên tăng cường vaccine để tiêm phòng cho đối tượng lao động, doanh nghiệp và người dân ở trên địa bàn của huyện Văn Lâm, tăng nguồn lực về y tế như đội ngũ, trang thiết bị, nhất là đội ngũ cán bộ y tế ở cơ sở để sớm đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19 và đề nghị xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình làm lây nhiễm COVID-19 ra với cộng đồng. Cử tri huyện Kim Động, Phù Cừ, Ân Thi đề nghị nhà nước cần có chính sách tạo điều kiện cho tỉnh Hưng Yên về công tác quy hoạch, sử dụng đất đai, thu hút dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông, sớm triển khai thi công giai đoạn 2 tuyến đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, đảm bảo an toàn giao thông, phát triển kinh tế. Hiện nay giai đoạn 1 thi công được một bên đường với hai làn xe chạy qua đã xong và đã đi vào hoạt động. Nhưng sau một thời gian đưa vào khai thác, mật độ giao thông trên tuyến đường này đã quá tải, đã xảy ra một số tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết người, hư hỏng phương tiện giao thông. Do số lượng phương tiện đi lại nhiều và các hạng mục kỹ thuật khác chưa được đầu tư hoàn thiện, tỉnh Hưng Yên cũng như cử tri rất muốn triển khai xây dựng nốt giai đoạn 2 của tuyến đường. Cử tri kiến nghị Quốc hội cần sửa đổi luật thi hành án dân sự, nâng mức xử phạt thanh niên trốn không thi hành luật quân sự, tiếp tục chăm lo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, hỗ trợ học phí đào tạo nghề cho học sinh, có giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn, siết chặt kỷ luật kỷ cương xã hội, xử lý thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thông tin những thành tựu nổi bật trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh thời gian qua đã tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, đồng thời giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.
Thứ nhất là đối với lại những người mà mất việc làm do ảnh hưởng của Covid theo nghị quyết 68 và quyết định 23 thì nội dung này đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát và đề nghị với tỉnh, tỉnh sẽ hỗ trợ rất là kịp thời nguồn này. Nghị quyết 68 và quyết định 23 thì quy định 11 đối tượng. Thế còn một đối tượng nữa, đó là đối tượng là người lao động tự do. Thì hiện nay thì chính phủ khuyến khích, nhưng mà thực ra là đối tượng này thì căn cứ rất là khó. Tại anh không có hợp đồng lao động người lao động tự do để xác định thế nào là người lao động tự do. Do vậy cái đối tượng thứ 12 này thì chúng tôi tiếp tục là xem xét bàn với cấp ủy để đưa thêm. Hiện nay là cái ô nhiễm môi trường chỗ đỉnh dù hệ thống Bắc Hưng Hải vẫn còn rất là nhiều. Tỉnh thì cũng có văn bản, có một buổi làm việc với cả thủ đô Hà Nội là yêu cầu, là đề nghị Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn Văn Lâm mà không được xả thải, và khi mà xả thải phải đảm bảo tiêu chuẩn. Thì Hà Nội cũng tích cực vào cuộc, tuy nhiên thì cái kết quả thì vẫn không được như mong muốn. Đi đại biểu Kim Động có hỏi là đề nghị là đường nối hai đường cao tốc năm bao giờ không đã giải phóng rồi, thì cũng thông báo với lại cử tri và nhân dân. Nội dung này là chúng tôi đã đưa vào chương trình kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, là ngày 15 tháng 12 là khởi công tuyến đường này. Thế là tuyến đường này toàn tuyến là khoảng 1.900 tỷ do tỉnh là chủ đầu tư và khoảng 500 tỷ cái đường có do Bộ Giao thông làm chủ đầu tư. Dự kiến trong khoảng hết năm 2022 đến nửa đầu 2023 là chúng ta sẽ khánh thành cái tuyến này. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh. Tại cái buổi tiếp xúc ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận như vậy là các ý kiến của cử tri tham gia. Tôi nghĩ những cái kiến nghị của bà con ở đây hoàn toàn hợp lý. Cái vấn đề về tổ chức phòng chống Covid và đặc biệt là vấn đề vaccine, rất nhiều đại biểu cử tri, rất nhiều đơn vị quan tâm. Tôi thấy đây cũng là vấn đề lớn nhất. Thế thì về vấn đề này thì tôi cũng xin báo cáo là trước khi mà đoàn đại biểu Quốc hội chúng tôi về tiếp xúc cử tri lần này, tôi cũng đã vận động rồi là cũng đã có cái đề nghị với các cái cơ quan, nhất là các cái đơn vị phân phối cái vaccine và các cái thiết bị y tế hỗ trợ cho tỉnh. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm đã trao tặng tỉnh Hưng Yên 1 triệu chiếc khẩu trang, 200.000 bộ kit test nhanh COVID-19, 800.000 liều vaccine phòng COVID-19, 5 máy thở và 200 triệu đồng để phòng chống dịch. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã cảm ơn những tình cảm và món quà mà Đại tướng Tô Lâm đã dành cho tỉnh Hưng Yên phục vụ trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe nhân dân. Đồng chí mong muốn Đại tướng và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp tục có những hoạt động thiết thực hơn nữa, là cầu nối giữa cử tri và nhân dân Hưng Yên với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành để Hưng Yên có điều kiện phát triển nhanh và mạnh hơn nữa. Khóa 15. Trong thời gian qua, trên tuyến kè Phú Hùng Cường, thành phố Hưng Yên xuất hiện một số điểm sạt lở, ảnh hưởng đến đê bối và khu dân cư. Sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Nam đã đi kiểm tra và chỉ đạo khắc phục. Tuyến kè xuất hiện ba cung sạt lở dựng đứng thành, lấn sâu vào mái kè với tổng chiều dài khoảng 58 mét, trong đó khu vực giữa mỏ hàn số 3 và mỏ hàn số 4 xuất hiện hai cung sạt. Hiện tại, ba cung sạt lở này có xu hướng tiếp tục sạt lở mở rộng về hai bên. Nguyên nhân do tuyến kè trong những năm qua thường xuyên bị sạt lở cục bộ từng đoạn. Chế độ dòng chảy phức tạp, dòng chủ lưu, dịch chuyển áp sát về phía kè làm xói sâu lòng dẫn phía chân kè, kết hợp với đợt mưa lớn cuối tháng 9 vừa qua làm giảm cường độ kết cấu của đất gây sạt lở mái kè. Kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão khẩn trương có văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Phòng chống thiên tai kiểm tra chỉ đạo hỗ trợ về kinh phí và kỹ thuật để xử lý khẩn cấp sạt lở công trình, đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của các cung sạt, nghiêm cấm tàu bè neo đậu tại khu vực này. Thời điểm này, người dân trồng cam quất bưởi cảnh ở huyện Văn Giang đang tập trung chăm sóc để chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2022. Huyện Văn Giang có khoảng 800 hecta chuyên trồng các loại cây ăn quả, cây cảnh, trong đó có gần 200 hecta quất, cam bưởi. Thời tiết năm nay tương đối thuận lợi cho các loại cây cảnh, các diện tích này đều sinh trưởng phát triển tốt.
Theo người dân chuyên canh cây cảnh nơi đây cho biết, để vườn quất, quýt có dáng thế, mẫu mã chín đẹp đúng vào dịp Tết thì giai đoạn này là thời điểm quan trọng nhất, có tính chất quyết định cho chất lượng quả, thế cây sau này. Vì vậy, ngoài phun tưới, tưới nước thường xuyên, bà con đang tập trung tỉa bỏ bớt một phần quả và trà hoa muộn, gò uốn tạo thế cho cây. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thị trường tiêu thụ hoa cây cảnh từ đầu năm đến nay có vẻ trầm lắng, nhưng tin tưởng rằng dịch bệnh sẽ qua đi, các nhà vườn ở huyện Văn Giang sẽ bắt tay vào khôi phục sản xuất, hăng say lao động, sẵn sàng cho một mùa thu hoạch cam, quất cảnh lớn nhất trong năm. Thôn Trấn Đông, xã Hòa Long, huyện Yên Mỹ có khoảng 20 hecta trồng quất cảnh. Tháng 9 âm lịch là thời điểm các nhà vườn tập trung tỉa bớt lọc quả non, quả xấu, chuẩn bị cho bước tỉa cành, gò, uốn tê cây, dáng cây sắp tới. Rút kinh nghiệm từ vụ thu hoạch trước, dù còn cách Tết Nguyên đán gần 4 tháng, nhưng các nhà vườn đã chủ động liên hệ với thương lái, tìm thị trường tiêu thụ mới nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh. Ngoài thị trường truyền thống tại các tỉnh miền Trung, người dân đang mở rộng ra khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, sau hiệu quả thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai đề án đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong giai đoạn 2010-2020, để hoàn thành xây dựng tỉnh nông thôn mới, tỉnh Hưng Yên cùng với huy động nguồn lực của doanh nghiệp, nhân dân đóng góp chiếm gần 40% tổng kinh phí đã thực hiện trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Hưng Yên đã có các cơ chế về hỗ trợ xi măng cho các địa phương làm đường thôn xóm, xử lý đất dôi dư, xen kẹp, tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và đặc biệt quy hoạch, dành đất để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất lấy kinh phí xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền trên 6.500 tỷ đồng. Tỉnh Hưng Yên đã có cái cơ chế là tạo điều kiện 3 hecta cho mỗi một xã để đấu giá đất lấy tiền để xây dựng nông thôn mới, và cái kinh phí được hỗ trợ là để lại cho xã là 80% và huyện 10%, cũng như là tỉnh chỉ thu có 10% cái tiền đấu giá đất để tạo cơ bản cái nguồn kinh phí khi đấu giá để xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, hạ tầng ở tất cả các địa phương được đầu tư xây dựng khang trang kiên cố, không có địa phương nào còn nợ động xây dựng nông thôn mới, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh tiếp tục tạo cơ chế cho các địa phương xử lý đất dôi dư, triển khai đề án đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu huy động trên 16.000 tỷ đồng để 100% các đơn vị đạt chuẩn theo các bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Có 55-60 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 25-30 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nâng cao và ít nhất một huyện đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay từ đầu năm nay, một số huyện đã tích cực thu hút các nguồn lực để xây dựng xã huyện đạt nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao. Với cái nguồn lực đó thì cũng đầu tư cho các xã thị trấn để tiến hành triển khai xây dựng hạ tầng các cái tuyến đường giao thông và làm các cái công trình về trường học, trạm y tế và nhà văn hóa, hỗ trợ để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, năm 1997 tái lập tỉnh, toàn tỉnh có trên 20.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 10% dân số. 25 năm qua, song song với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội luôn được đặc biệt quan tâm. Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo và góp phần đưa kinh tế xã hội tăng trưởng toàn diện và bền vững. Khi tái lập tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo tại xã Hoàng Hoa Thám là trên 23%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2 triệu đồng trên một năm, cơ sở hạ tầng thiếu và yếu. Sau 25 năm tái lập tỉnh, nay Hoàng Hoa Thám đã là xã nông thôn mới, khang trang, đời sống nhân dân khá hơn rất nhiều.
Trong những năm gần đây là tỉnh Hưng Yên thì có nhiều cái chính sách rất là ưu việt, thường xuyên là hỗ trợ các cái hộ nghèo về mọi mặt. Và tôi cũng được hỗ trợ là 80 triệu về làm nhà, sửa chữa nhà. Bà nhà tôi là đến tuổi 60 là đã được hưởng bảo hiểm y tế, rất phấn khởi. Trước năm 1997 mà chưa tái lập tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo xã Hoàng Hoa Thám ở mức là 23,5%. Được sự quan tâm của tỉnh, huyện xã cũng đã tập trung vào công tác giảm nghèo. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm là 1,91%. Thu nhập của người dân trước năm 1997 rất là thấp. Đến nay thì so với trước là cũng gấp là 90 lần. Những năm qua, Hưng Yên đã huy động nhiều nguồn lực tuyên truyền hỗ trợ các đối tượng yếu thế, động viên người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gần 5.000 người có công và hộ nghèo với mức cao hơn mức trung bình của cả nước. Gần 100.000 lượt hộ được vay trên 2,2 nghìn tỷ đồng để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất kinh doanh. Gần 300.000 người được đào tạo nghề và tạo việc làm. Trên 365.000 người được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, trên 15.000 người từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trên 60.000 học sinh sinh viên được miễn giảm học phí, nhiều hoạt động trợ giúp đột xuất cho người nghèo, người yếu thế cũng được thực hiện kịp thời. Thời điểm tái lập tỉnh năm 1997 thì cái kinh tế xã hội của tỉnh còn rất khó khăn. Tuy nhiên đến nay tỉnh đã có nhiều cái bước phát triển vượt bậc. Quy mô kinh tế của tỉnh hiện nay là đang đứng thứ 20 toàn quốc. Dự kiến cái năm 2021 này cái GDP bình quân đầu người đạt khoảng 85 triệu đồng, gấp gần 40 lần. Trước đây ở cái lực lượng lao động làm trong lĩnh vực nông nghiệp thủy sản chiếm tới trên 84%. Hiện tại chỉ còn khoảng độ 26%, chủ yếu là lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thì cái diện tích nhà ở bình quân trên đầu người là 25,6 m², tăng gấp hơn 2 lần so với cái thời điểm tái lập tỉnh. Sau 25 năm tái lập tỉnh, hộ nghèo ở Hưng Yên còn trên 6.500 hộ, chiếm tỷ lệ 1,46% dân số, thấp hơn mức bình quân cả nước 3,3%. Những nỗ lực trong thực hiện công tác an sinh xã hội của tỉnh đã và đang góp phần thực hiện mục tiêu mang đến cho mọi người dân cuộc sống tốt đẹp hơn cả về vật chất lẫn tinh thần, phát triển kinh tế xã hội bền vững. Với nhiều nỗ lực trong việc triển khai các biện pháp nhằm nâng cao tỷ lệ cá nhân, tổ chức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, 9 tháng đầu năm 2021, huyện Khoái Châu đã có tỷ lệ hồ sơ hành chính mức độ 3-4 cao nhất tỉnh. 9 tháng đầu năm 2021, toàn huyện Khoái Châu có trên 800 hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến trên tổng số hơn 3.200 hồ sơ phát sinh, đạt tỷ lệ gần 27%. Các hồ sơ này chủ yếu thuộc lĩnh vực tư pháp như đăng ký khai sinh, thủ tục thay đổi cải chính bổ sung hộ tịch, chứng thực bản sao từ bản chính, cấp bản sao trích lục hộ tịch và một số thủ tục thuộc lĩnh vực lao động. Kết quả này là do thủ tục hành chính người dân cần rất là nhiều ạ. Và điển hình nhất là cái việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử. Thứ hai là hiện nay việc tuyên truyền các cái dịch vụ có thể nộp trực tuyến cho người dân để người dân hạn chế tập trung đông người. Các cán bộ công chức cũng tuyên truyền giúp đỡ người dân để nộp trực tuyến để người dân đỡ phải đi lại nhiều lần. Hiện nay tại cổng thông tin điện tử của huyện có địa chỉ https://khoaichau.hungyen.gov.vn đã cung cấp 152 thủ tục hành chính mức độ 3, 68 thủ tục hành chính mức độ 4 cấp huyện và 58 thủ tục hành chính mức độ 3 cấp xã. Việc tích cực triển khai các biện pháp khuyến khích cá nhân tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Để kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn vất vả với lực lượng tuyến đầu, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên vừa đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tại các chốt kiểm soát, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận biểu dương các lực lượng không quản ngại khó khăn, ngày đêm thường trực làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, góp phần phát hiện ngăn chặn nguy cơ xâm nhập, lây lan dịch bệnh vào địa bàn. Để các chốt kiểm soát hoạt động hiệu quả và an toàn trong bối cảnh tình hình dịch bệnh còn có thể kéo dài, đồng chí yêu cầu các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ cần phải quyết liệt hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan nhằm kiểm soát tốt các phương tiện và người từ bên ngoài vào địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý nhanh các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, quyết tâm giữ vững tỉnh Hưng Yên là vùng xanh, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo sức khỏe an toàn cho nhân dân, vừa phát triển kinh tế xã hội.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã thực hiện kiểm tra 520 vụ kinh doanh vận chuyển hàng hóa, thương mại dịch vụ, trong đó phát hiện lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 335 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước gần 1,7 tỷ đồng. Tổng số hàng hóa tang vật bị tịch thu trị giá trên 1 tỷ 530 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy trên 180 triệu đồng. Trong đó, hàng cấm 5 vụ, hàng nhập lậu 18 vụ, hàng hóa kém chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ 11 vụ, vi phạm về an toàn thực phẩm 22 vụ, vi phạm về đầu cơ, găm hàng và sai phạm trong lĩnh vực giá 94 vụ và các vi phạm khác. Trong đó gồm cả vi phạm về đăng ký kinh doanh 185 vụ. Dự báo trong thời gian tới, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả sẽ tiếp tục còn diễn biến phức tạp khó lường, nhất là vào dịp cuối năm. Để góp phần ổn định thị trường, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong sản xuất kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng, lực lượng quản lý thị trường cần chủ động tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, chú trọng rà soát, kiểm tra các mặt hàng cấm nhập lậu như thuốc lá điếu, xì gà, pháo nổ, rượu bia, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, nhất là các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như Hưng Yên TV Go, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV và trên website hungyentv.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.